cổ tay như máy vậy. Dã man. Hay thế nhở. Vẫn còn kìa. Ô. Mọi người đã thấy những ứng cử viên cho chức vô địch chợ họ đánh như nào ngoài sân. Hello mọi người hãy nhanh chóng trở lại với live stream của Hùng đi nào. Hùng thực hiện live stream mới bởi vì đây là một trận đấu rất hay. Kỳ cầu rất may mắn của Ngọc Triệu rất hay. Trận đấu phía gần màn hình của chúng ta cặp đôi Ngọc Triệu và Thiều của Bắc Ninh. Phía xa màn hình là cặp đôi. Phía xa màn hình cặp đôi An Thanh Huy và Hiếu của Hải Phòng. Cặp đôi Thiều và Ngọc Triệu được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu năm nay. Tuy nhiên cùng với họ thì cũng có những cặp đôi ví dụ như Hưng Đức hoặc là Giang Ngọc Anh và rất nhiều cặp đôi khác cũng rất mạnh và tên tuổi. Mọi người có công nhận là trận đấu này hay không? Điểm số 2 đều. Mọi người chia sẻ hộ thì ít người giúp lắm. 1-1-2-1 này. Số 3-2 anh Thiều giao cầu. Văn Thiều và Ngọc Triệu. Vâng, vẫn phạt ngược lại được, sợ thật. Vẫn còn ngoài sân. Hiếu của Hải Phòng nhá. Đập quá căng. Cổ tay kìa. Vẫn còn, hay thế nhở. Rất đáng tiếc cho tình huống. Ủng hộ bằng Hùng, Hùng bằng một cái chia sẻ để Hùng có nhiều động lực hơn và bình luận hay hơn đúng không ạ? Phản cầu, vâng, cổ tay của vận động viên rất khỏe. Hay cho Ngọc Triệu Văn Thiều. 7-2. Được cầu rất gắt. Vẫn còn, thủ hay thế nhở. Dã man chưa. Văn Thiều và Ngọc Triệu. Theo dõi cái livestream này của Hùng nhá. Từ giờ trở đi Hùng sẽ chỉ thực hiện các livestream với giải đấu trên cái kênh này thôi. Vì vậy mọi người hãy theo dõi cái trang, cái fanpage này của Hùng ở chế độ xem đầu tiên. Chia sẻ cái livestream này thì hãy comment đã chia sẻ để Hùng có thể cảm ơn mọi người đúng không ạ? Cầu ngang, rất tự tin từ Ngọc Triệu. Củ tay kìa. Hay thế nhở. Wow. Đẳng cấp dã man. Xem cầu lông phong trào sướng hơn là chuyên nghiệp. Rất tự tin. Ok, trận đấu bên cạnh thì cặp đôi Quốc Học và Giang Thanh đã giành chiến thắng trong set đấu thứ hai để đến với set đấu thứ ba nha mọi người. Kênh fanpage cái trang Facebook này thôi nha. Trang Facebook Sport Hùng Badminton này thôi. Cổ tay các vận động viên rất khỏe, đua cầu nhau. Headshot rồi. Tôi anh Đào Ngọc Thắng giúp em chia sẻ nhá. Những ai giúp Hùng chia sẻ thì hãy comment để Hùng có thể cảm ơn mọi người nào. Thủ cầu ngoài sân. Anh ơi em có đánh giải đâu. Mọi người có thể nhìn thấy họ rất là bình tĩnh. Vẫn còn kìa. Wow. Nhanh vãi trưởng. Cổ tay như máy vậy. Dã man. Hay thế nhở. Vẫn còn kìa. Ô. Mọi người đã thấy những ứng cử viên cho chức vô địch chợ họ đánh như nào ngoài sân. Ngoài sân. Quá lì. 15-7 Ngọc Triệu giao cầu. Một pha gì.
cổ tay bất khỏe, vất lên, mẹ cổ tay dã man. Anh Long ơi! Hay rồi! Bạn ơi! 17-8. Mọi người nghĩ rằng cặp đôi Hải Phòng có thua dưới 10 không? Đập cầu chéo sân tốt. Ôi! Đập chết rồi! Bắt cầu tự nhiên áp luôn, thắng rồi. Anh Thiếu có vẻ hôm nay khỏe, đập căng thế. Mọi người thấy không? Bật cao người ta đập cầu xiết xuống cắm Vân Thiều và Ngọc Triệu. Ăn rồi, vẫn không ăn được kìa. Vẫn không ăn, vẫn không ăn. Chán. Thủ dã man thật. Ok anh Phạm Thánh Đô, em có hay chơi Học Viện Tài Chính nha anh. Tô Việt Thắng nó đánh hay lắm, em làm sao so được. Giờ chán không em ơi, gặp đối thủ nó mạnh quá, đâm ra là... Bình tĩnh nhỉ, về cầu mượt chưa? Tự đánh ra hỏng luôn, bắt đối thủ tự đánh hỏng. Thiều đỡ cầu. Cổ tay quá khỏe. Chiến thắng cho Ngọc Triệu. Mát. Điều số 2 đều. Cầu ngoài sân. Vui vẫn thủ được. Các bạn đừng có bảo cầu lông phong trào Việt Nam không hay nhá. Chào chị Phạm Thị Kim. Chào anh, xin chào Tuấn Hy nhá. Chào tất cả mọi người, mọi người ủng hộ bằng một cái chia sẻ được không nào. Điểm số đang là 3 đều. Vẫn không lật lưới được. Văn Thiều phát cầu. Vẫn lên, tưởng qua vào đấy cơ. Đang chờ đợi. Điểm số đang là 6-3. Nghiêng về cặp đôi phía xa màn hình, cặp đôi Triệu và Thiểu. Cổ tay họ như máy vậy mọi người. Như cao su ấy, cứ đập vào là lẩy ra, đập vào là lẩy ra. Được cơ. Cổ tay họ rất khỏe, họ lái cầu đi đâu cũng được. Rất ngẫu hứng hai nhịp. Rồi 6-10. Quá đơn giản. 6. Văn Thiều giao cầu. Lắm. 6 điểm nữa mà. 13-6. 14-6. Thiều và Ngọc Triệu. Rõ ràng An Thanh Huy và Hiếu của Hải Phòng cũng không phải dạng vừa. Vậy mà đánh với Ngọc Triệu và Văn Thiều cũng chỉ lên được bằng đấy điểm thôi. Cánh cửa đi tiếp dần khép lại trước cặp đôi Hải Phòng. Đăng Thanh thì xếp 3 đang dẫn điểm 17-13 rồi. Rất có thể trận đấu của Quốc Học Giang Thanh sẽ giành chiến thắng. Cầu ngoài sân.
Hùng rất thích kiểu thủ cầu của An Thanh Huy. 15 rồi, khả năng cao là giành chiến thắng rồi. Trận đấu này điểm số đang là 15-10, nghiêng về cặp đôi phía xa màn hình. Đập cầu, họ đập điểm quá tốt luôn. Văn Thiều giao cầu, cầu lỗi từ An Thanh Huy. Cổ tay họ khỏe lắm. Hello anh Nguyễn Tuấn Anh, Đồng Bắc Giang với cả